trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào Tái Ngộ đến quý khán giả thương mến. Đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2038 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư, 3 giờ chiều thứ năm và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về nảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ xách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm đời quân ngũ. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương rất là trân trọng giới thiệu đến quý vị một nhân vật mà tất cả mọi người chắc chắn rằng ai ai cũng đều kính phục. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh. Trước hết thì chào hai em hướng dẫn chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Dạ, xin trân trọng chào tất cả quý khán thính giả của Đài Hồng Việt. Dạ, chúng em rất hân hạnh được đón tiếp cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo ở đây. Chúng em rất là vui, thưa anh Tư, bữa nay có anh Tư ở phòng thâu này, tự nhiên chúng em thấy một cái bầu trời là cái màn sáng lạng, nhưng mặc dù ngoài trời mưa gió bão bùng sáng hẳn lên, sáng hẳn và lên. Xin phép quý vị là chúng tôi vẫn thường ở trong gọi anh Tư là anh Tư, như là trong một gia đình vậy đó. Và sự thật ở ngoài đời mà Phương Quế cũng được biết từ ngày xưa, đối với các những người lính mà đàn em của anh Tư thì anh Tư cũng vẫn xưng là anh em, thường thường rất là thân mật. Thì xin phép quý vị là cho chị em chúng tôi hôm nay được gọi một cái tên rất là thân mật là tên anh Tư, và em cũng xin phép anh luôn. Thì anh thì gọi anh chứ gọi em gì vậy? Đúng rồi, anh gọi anh kỹ nhất là hai chữ, đừng gọi bác. Dạ. Giống cha kia anh không chịu. Đừng gọi anh là bác. Anh nói đừng gọi bác giống cha kia. Biết rồi. Hiểu ý không? Hiểu. Nữa, dạ hiểu. Nếu có gì giận đừng gọi bằng thằng nữa. Không, vậy được. Gọi gì rồi. Cảm ơn anh Tư rất là nhiều. Dạ. Chào nghĩa xưa. Dạ vâng, từ Connecticut rất là xa xôi mà anh Tư đã là đến đây với chúng em rất là quý, là bởi vì bao nhiêu lần rồi mời anh Tư lên chương trình thì là anh Tư né, nhưng mà né đạn hồi xưa vậy đó. Tư né vậy lắm. Rồi anh Tư đưa Lê Bích Phượng là con gái anh Tư lên cách đây mấy tuần, thưa quý vị. Và cuối cùng thì hôm nay anh Tư cũng đã mời được anh Tư đến đây, thì chúng em nghĩa là rất là vui, mà chắc chắn rằng quý vị khán thính giả cũng như là các vị cựu quân dân ở bên ngoài cũng rất là muốn nghe đôi lời chia sẻ tâm tình của anh Tư. Dạ. Nhưng mà trước nhất là em muốn xin phép hỏi anh Tư, chứ anh Tư qua Cali kỳ này với mục đích gì thưa anh? Rồi, trước khi anh trả lời đó. Dạ. Anh sót một cái. Dạ. Thiếu sót lớn đối với anh. Chuyện gì anh? Bàn tay vàng Hoàng Nghĩa của anh. Em chào thấy anh rồi. Có này. Tay này bây giờ là người ta gọi là second to none á. Dạ dạ. Giỏi lắm. Chú Tư khen Nghĩa sửa ngoài đó. Ai cũng khen. Chỉ có bạn Ả Rập chưa đánh thôi. Còn bạn gì chơi cũng được hết. Giỏi. Bạn Ả Rập chưa? Ả Rập có đánh chưa? Có đánh mà đều chưa ai hát Ả Rập, nó chưa đánh, nhưng đánh đã được. Và bây giờ anh nói thế này. Trước khi anh nói đó, anh nói mục đích anh lên như này bữa nay đó. Yeah. Em biết rồi. Em hỏi anh đó ha. Dạ. Anh đến gì? Anh đến Cali là đến cái bữa nay hôm nay là có dịp gì mà anh đến? Cái này á là tụi em thấy anh, tụi em bắt cóc lên. Dạ đúng rồi. Cái chuyện chánh của anh á là một cái sự hội ngộ của anh em sinh viên sĩ quan của Đà Lạt. Dạ.
Mà cái khóa này đó là một trong những khóa mà anh huấn luyện từ hồi anh ở trường Gia Bị. Mà khóa này là một khóa rất đặc biệt, khóa duyệt dân. Khóa này chính Tổng thống Ngô Đình Diệm đặt tên cho cái khóa này. Mà cái khóa này hiện thời bây giờ đó, nó đã 61 năm rồi. Mà hôm qua anh giữ cái đó mình thấy đó, mình không có thể kêu bằng mấy ông được mà phải gọi mấy cụ hết. Vì cái người nhỏ nhất là cũng là 80 tuổi trở lên. Đó, thì một sự rất là đưa đến cho anh một sự cảm động lắm. Nhớ tới những người đã đi qua, chẳng hạn như Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Đình Bảo đây đó. Nguyễn Đình Bảo là cũng khóa 14 hả thưa anh? Trong đó, cổ trong đại đội của anh hơn. Thì rồi còn ai trong khóa đó mà mất nữa không mà anh Tư biết? Còn nhiều, mất nhiều lắm. Mất tất cả thì anh biết ở chiến trường cái khóa này mất 15 người. Hôm qua anh Cao Xuân Lê đó, anh có lẽ anh khớp quá, anh không nói hết. Chứ còn có nhiều anh, chẳng hạn như dù có Dương Mộng Hồng rồi, bảnh lắm. Cái khóa đó là khóa gọi, chẳng hạn như là như nãy anh nói đó, Nguyễn Đình Bảo. Nguyễn Đình Bảo là một ông sĩ quan rất là hay, judo là số 1, là thủ kỳ của quân đội của trường Gia Bị đó. Ra đánh giặc tốt lắm. Thôi bây giờ mình không nói cái đó. Thì xong cái đó thì gặp các cô. Thì các cô níu kéo nắm níu tôi kéo. Khó từ chối. Sự thật phải mới đây đâu anh Tư ơi, cũng lâu lắm rồi, năn nỉ anh Tư biết bao nhiêu lâu. Mục đích á, anh nói thôi bây giờ thế này mình xuống thế này. Cái cũng như là để cũng như khen thử em chút. Vì sao anh thấy gần 4 năm cái chương trình này nè. Với con mắt nhận xét của anh và nhân sự ý kiến của tất cả những cái người mà nghe đó. Thì cái chương trình của tụi em đó đã được nhiều người lưu chú ý. Và có thể nói là khen ngợi em cái chương trình đó. Cảm ơn. Thì anh biết là muốn đạt được cái kết quả này nó không phải dễ. Các em cũng khổ tâm khổ trí lắm. Gặp lo toan đủ thứ mà ngoài ra mình phải cái cuộc sống của mình nữa. Thì đã anh thành thật khen ngợi các em. Mà không cách nào khen ngợi thôi bây giờ lên đây. Mục đích lên đây là bị cái mục đích của các em đây, cái này là để lại những cái gì cho những cái thế hệ sau của mình. Những cái kỷ niệm vui buồn, oai hùng và đau khổ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử đó. Rồi để cho con cháu bây giờ có thể nó bận công ăn việc làm, nó không có để ý. Nhưng một ngày nào nó đã được bình an và cuộc sống nó tốt rồi, trở về cội nguồn nó nhịn, thì có những cái tài liệu này hay cũng như bao nhiêu tài liệu, cũng như những thi văn, mà những dần thơ, những bài văn, những cái chuyện của tất cả các cái người nghệ sĩ của quân đội mình, người chiến sĩ mà vừa nghệ sĩ của quân đội mình là dạy lại đó, thì cái đó để làm cho cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa nó sống mãi, mà nó đáng phải trường tồn hoài chứ nó không có được cắt. Đó là quân đội có thể nói anh thấy rằng ưu tú đó, chứ không hồng. Thì xem như là những cái buổi nói chuyện ngày hôm nay của anh xem như là một cái tư liệu để dành cho hậu duệ sau này, thưa anh. Chúng em cũng rất là mong anh chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh về chiến trường. Thì anh có thể cho khán giả biết là cái hình ảnh nào mà oai hùng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình không thưa anh? Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà nói gì, hình ảnh oai hùng hả? Kể gì hết, kể 3 ngày 3 đêm chưa hết. Cái gì em nghĩ tất cả đều oai hùng. Chưa, không có anh nói nghe. Nó đầy đủ từ một anh binh nhì cho đến một chị cấp tướng lãnh. Ở mọi quân binh chủng và mọi lực lượng. Mà cái lực lượng hôm nay anh dành đặc biệt anh nói chuyện với các em đó. Đó là cái lực lượng mà những người chiến sĩ anh hùng mà không bao giờ không có tên tuổi. Mà kèm theo những người chiến sĩ anh hùng không tên tuổi nữa. Đấy có những chiến sĩ không có số quân nữa. Đánh với họ nữa. Cái đó anh sẽ nói tiếp chút xíu. Thành ra bây giờ em hỏi kể không đủ lắm. Có ai sách vở đây nhiều lắm. Để có nhớ đâu đó nhiều. Hôm nay anh sẽ kể, ráng cố gắng lại nhớ những cái gì mà anh thấy, chứ anh không có nói theo sách vở. Bởi vì anh á là một cái người đã chỉ huy họ. Những cái lực lượng này anh chỉ huy tới 6 năm trời. Chủ lực quân đó anh chỉ huy hơn 4 năm. Gần 5 năm.
Nhưng mà cái lực lượng lãnh thổ này đó thì anh chỉ huy 6 năm trời hơn. Thì hôm nay đặc biệt đó là anh sẽ nói trong tương lai chút nữa đó, là nói về cái lực lượng phòng vệ lãnh thổ của mình đó, lực lượng diện địa đó, địa phương quân và nghĩa quân và những lực lượng bán quân sự. Chút xíu mình nói sao. Thì em muốn nhắc lại là cái kỳ trước anh Bích Phượng có lên chương trình, là ái nữ của anh có lên chương trình nói về vấn đề lá thư gửi cho Tổng thống Reagan từ trong tù. Thì xin anh cho biết rõ ràng hơn về cái việc này. Tại hôm đó thì cháu Phượng nói cũng là không được rõ ràng lắm. Thì anh có thể cho biết thêm về cái lá thư này thưa anh. Anh nói em nghe đó, con anh đó, nhỏ nó săn sái lắm. Dạ. Hả? Nó chụp là nó nói thôi. Mà cháu nó thì nó nói, nó thấy gì nó nói đó. Nhưng mà cái sự việc mà gửi thơ cho Tổng thống Reagan á, yeah, thì lúc đó cái thơ mà gửi đến gia đình mà để gửi Tổng thống Reagan thì lúc đó cháu nó mới có 7-8 tuổi à. Thành ra thấy cái thơ về tới nhà, thấy ba mình thì nói ba mình viết. Vì thật ra anh muốn nói rõ hơn, cái thơ này không phải một mình anh viết. Yeah. Nói kỹ vậy. Mà anh cũng xin nói là vắn tắt chút xíu đó. Khi mà Tổng thống Reagan ông lên năm 1980 đó, thì trong nhà tù tụi anh biết được. Thì anh biết Tổng thống Reagan là một cái ông mà ông này ông chống cộng một cách triệt để, mà ông chống có ý thức, mà ông chống rất hay. Ông chống hồi đời ông làm những người nghệ sĩ của Hollywood lên kia. Cộng sản mà nghệ sĩ Hollywood lơ mơ là ông cóp đúng không ạ? Ông. Thì ông đã có những cái hồi đó anh nghe anh thích nhất là cái ông nói là Cộng sản làm cái tai họa của thế giới. Và ông sẽ dứt cái chủ nghĩa Cộng sản vào sọt rác. Cái hồi ông làm thống đốc của tiểu bang Cali này nè. Đó, hồi đó như vậy đó. Khi ông lên làm tổng thống, anh với anh Di ngồi rồi. Có lẽ nước Mỹ hồi sinh khá hơn rồi. Đó. Thì anh với anh Di là hai anh em mà có thể cật ruột thân thuyết. Anh nói cho em biết, anh và anh Trần Bá Di đó, tụi anh sống ở trong nhà tù đó, hai người suốt cuộc đời của tụi anh sát nhau nằm kế bên vậy. Tâm sự với nhau chỉ có hai đứa thôi, mình không biết được. Mà em biết vợ chồng ở nhà đó, 24 giờ đồng hồ, thì chồng với vợ ở nhiều lắm 12 tiếng, 13 tiếng nhiều khi đi. Còn tụi anh 24 giờ trên 24 giờ thì em tính 17 năm thì tụi anh sống với nhau. Coi còn hơn vợ chồng nữa mà, thân đó. Thì anh với anh Di cũng tính, anh nói là ok, mình phải làm thế nào cho thông tin để cho ông Tổng thống Reagan biết. Chúng ta có trên 1 triệu người của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang bị tụi nó trả thù. Thì nói cho thôi. Và cái thơ của tụi anh đó là nghe ông lên là mừng, chúc mừng. Tin tưởng rằng ông sẽ làm cho cái chế độ Cộng sản nó sập. Và thật sự ông làm có chế độ Cộng sản sau đó là sập. Đó. Vì anh nghĩ tôi nói, tại sao mình không giết? Mình muốn người ta biết mình. Mình muốn tỏ cho mình lúc nào cũng còn vững vàng đó. Nó kiên định lập đường mình trong cộng. Thì người ta phải biết chứ. Mình phải nói chứ làm sao giờ. Chứ lẽ trong tù cứ ngồi trong đó để chờ người ta cứu mình sao. Do đó là anh Nhân Di và chúng anh mới bắt đầu viết lá thơ đó. Thì anh xin nói với em rằng tụi anh lựa cân phân lắm. Lựa lời nói. Nói sao để cho người ta biết là mình không có một cái sự gì mà cái bằng năn nỉ người ta để người ta cứu mình. Nhưng mình nói ta biết xác nhận lập trường chúng tôi trước sau nhiệm vụ nó như vậy. Và chỉ chúc ông thành công thôi. Và cái người mà soạn viết cái lá thơ đó đó thì nói anh Trần Bá Di. Tướng Trần Bá Di, Di văn hay chữ tốt, Di giỏi lắm. Đó. Ý kiến gom lại. Và khi mà viết cái thơ xong đó, anh mới đưa một số anh em mà anh biết là tính cẩn, không phải tính cẩn nhưng mà mình tín nhiệm được, là một số tướng lãnh và một số đại tá tham khảo ý kiến mấy anh viết vậy được không. Thì tất cả mọi người đồng ý đặt chữ ký tên vào và bắt đầu viết. Và anh chỉ là cái người phụ trách để mà anh đem cái lá thư để làm sao từ trong nhà tù mà đưa tới tại Tổng thống Reagan thôi. Thì anh nói em biết về cái sự gian khổ đó, đó anh đã đưa 1 năm trời anh mới đưa ra được đấy. Mà anh biết nếu có chuyện gì không phải mình anh, mà anh biết mình sơ sức cái là sinh mạng của nhiều anh em lắm. Yeah. Mình chịu trách nhiệm, thành ra anh cố gắng làm. Mà nó lọt được thì thôi, anh không nói thêm tới đó để em biết vậy thôi. Và lá thơ đó thế này,
khi tới nhà gia đình anh đó, thì cái lá thư đó được gia đình anh đó, trao cái lá thư đó cho ông Trung tướng Ngô Quang Trưởng, cũng ở gần anh đó đó, qua cái ông đại tá Trân đó, ông Sóc Trân đó, vừa nữa. Bây giờ ông Trung tướng Ngô Quang Trưởng lúc đó đó, sau này anh qua anh nói chuyện với ông Trưởng nè, thì mới biết là anh Trưởng ảnh, cái người cố vấn ổng là ông tướng Grossman, thì làm ở văn phòng của ông Reagan. Anh lại cũng biết là một người nó hồi trước làm trong cố vấn của anh đó. Hồi anh làm tỉnh thì ông ta làm cố vấn chi khu thôi. Là ông tên ông Richard Shields, chắc quý vị đã biết. Thì còn ông đàm về tổng giám đốc về Á Châu sử dụng. Thì khi mà lá thư của anh Trưởng đưa lên cho ông Christman trình cho ông Reagan, thì cái người bạn anh đó, ông Christian, ông thấy ông chỉ cái chữ ký đó, thì cái anh nói it is him. Biết là ông phải chơi thơ giả đó. Rồi từ đó thôi, nhưng mà bây giờ anh nói tạm thôi tới đó thôi, bởi vì cái này nó cũng thuộc về quá khứ rồi, và có thể cái tài liệu, cái document này nó nằm ở trong cái library của ông Reagan, biết không? Rồi, cái chuyện nó đã qua. Thứ hai nữa, nó còn ảnh hưởng rất nhiều người, gia đình còn kẹt lại ở Việt Nam, mấy anh thì qua hết, chết hết rồi, nhưng mà cũng có nhiều người còn gia đình. Anh không muốn những người đó gặp khó khăn như đó bằng cộng sản. Và anh cũng nói thêm rằng cái thơ này không phải là một cái lá thơ duy nhất đâu. Anh biết có cả trăm, cả ngàn những đoàn thể ở ngoài, ở khắp thế giới này, ở ngoại quốc cũng như là những đồng bào Việt Nam mình đó, họ tu tâm, họ cứu anh em chúng tôi, đem chúng ta ra mới có cái chương trình HO đó. Thì cảm ơn tất cả quý vị sẵn đây đó, cái gì vậy thôi. Nói tắt cái đó. Để nói cháu Phượng, vì lúc đó cháu Phượng còn nhỏ. Cháu biết gì cháu nói đấy. Thôi vậy thôi. Bích Phượng cái tánh hơi giống em anh Tư. Tánh bột chộp. Không bột chộp đâu. Tánh thẳng thắn tốt. Em hay bị nói bột chộp. Dạ thì hôm nay thì anh Tư tới với chú em mình, em không có dám mà hỏi sai nữa. Bây giờ để cho em đọc câu hỏi em đọc cho rõ ràng để chú anh Tư la em nữa. Xin anh cho biết sự khác biệt của chủ lực quân, các binh chủng và địa phương quân, nghĩa quân như thế nào? Cái này đó, mục đích của anh hôm nay đó, các quân binh chủng sẽ lên đây lần lần. Mà anh sẽ cố gắng, anh nói là anh khuyến khích các anh em lên nhiều. Bởi cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình nó có là một cái vườn hoa, kỳ hoa dị thảo mà. Nó đủ hết tất cả. Từ cái ngõ ngách nhỏ nhỏ, những cái lá hoa nhỏ lắm, nhưng mà hương của nó thơm ghê, mà mấy anh khai thác gì hết đó, phải nói nhiều. Anh cần có những nhiều như tạch gầm nè, cần nhiều hơn nữa. Có người nhiều nữa. Những nhà thơ quân đội, thế đó không? Để lại bây giờ đó, đừng sợ nó mai một. Những cái đó anh nghĩ là một ngày nào nó vô. Mình có thư viện của mình. Con cháu mình nó sẽ tìm lại đây có đó, vấn đề đó. Anh nói cái địa phương quân, nghĩa quân này nè, còn trước giờ ít anh em nói lắm. Nhưng mà anh nói đây là một lực lượng rất quan trọng. Anh có thể nói là nó quan trọng hơn là chủ lực mình. Anh nói về mấy anh em chủ lực đừng có buồn. Bây giờ anh nói nghe, cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình tới năm 1972 đó là tới 1.100.000, nhưng mình chưa thực hiện tới 1.100.000, nhưng mà nó chỉ có 1.000.000 cái chừng 1.060.000 hay như anh nhớ, vì mình không có đủ nữa. Mà trong đó anh biết số địa phương nghĩa quân đó, người lính đó, đó là họ trên 500.000. Quá nhiều anh ha. 500 mấy chục ngàn. Còn chủ lực quân và quân chủng không quân và hải quân đó 400 mấy chục ngàn dưới. Thấy chưa đó, họ nhiều, họ ra rác nhiều lắm. Tính ra đó, không biết bao nhiêu, mình có 944 cái tiểu khu tất cả từ ở ngoài hải vô, họ rải đầy hết tất cả, nhất là địa phương quân nghĩa quân. Nghĩa quân và cái số mà tổng kết từ chiến tranh mà bị thương đó và chết đó, anh em địa phương quân nghĩa quân chết nhiều hơn là chủ lực. Chết nhiều hơn chủ lực chết những trận lớn thôi, còn chết lai rai mỗi ngày, hàng ngày là chết, là địa phương quân nghĩa quân và những anh hùng xã ấp chết nhiều lắm. Bây giờ đó, ai về miền Tây đi, anh thì không bao giờ anh về đâu rồi, nhưng có nhiều người về thấy mấy anh em thương binh mình miền Tây nhiều cục cả. Em biết cục chân cục tay mất phần thân thể nhiều lắm, anh em địa phương quân nghĩa quân mình họ hy sinh nhiều. Và đó là những sự hy sinh âm trầm, họ ít có ai dám đề cao họ. Nhưng mà cuộc chiến đó với họ căng lắm. Họ hơn chủ lực quân được cái gì?
hơn chú Lý Quân cái được họ sống gần gia đình họ. Anh em dù anh em bị kích, anh em thủy vượt chiến đi 6 tháng, năm chưa thấy về, nhớ vợ, nhớ con gia đình. Còn Địa Phương Quân thì sống gần gia đình. Nhưng mà mỗi một ngày cái sự đánh họ chiến đấu, họ căng mỗi ngày. Cái chiến tranh đối với họ là mỗi ngày mỗi đánh mà. Em nhớ rằng sự việc mình 20 năm mình yên, đồng bào mình yên, buôn bán làm ăn và mình xây dựng đủ thứ công việc này. Đó là nhờ cái sự hy sinh của họ ở địa phương. Khi nào mà họ tụi nó lại nó càng nặng quá, nó đánh mạnh chỗ nào, nó chiếm địa bàn nào đó, thì mình mới đem chủ lực quân lại phụ, mình đánh nhân trận lớn, rất là đạo để mình tiêu diệt nó lớn. Nhưng mà hàng ngày đó thì anh em Địa Phương Quân họ đánh. Mà em nhớ cái thế này nè, Địa Phương Quân anh hùng chỗ này nè, vũ khí họ yếu hơn, yểm trợ họ đó, nhiều khi một chi khu và họ có hai khẩu súng pháo binh 105 ly, gọi là pháo binh diện địa, yểm trợ họ chỉ bắn lại đai dài 30 viên đạn thế thôi. Còn chủ lực tụi anh thì chậm, nó anh xì hả trong đầu tụi nó quấn ngát. Như Trần Xuân Lập anh gọi là anh làm Mỹ nó gọi là cái grinding meat, là cái lò mà nghiền thịt đó. Còn chủ lực quân họ không đủ ở làm, nhưng mà họ quấn rất giỏi em. Cái lực lượng đó đó nó hơi không có được cái bằng đồng nhất như mình, là bởi vì mình chủ lực quân đó là lính, nó có một thứ lính thôi. Còn họ đó lính đồng quá có nè, của bên Hòa Hảo đồng quá, Cao Đài có nè, rồi có những người lính nói cái này tụi em không biết đâu, có nhiều khi họ nói thấy đau ngủ ở người Quế này kia hay cái đau ngủ, mà mấy ông chỉ huy trưởng với lại bộ tổng tham mưu mình đâu có sợ, nó đau ngủ nó đâu có trốn, đâu có theo địch đâu, nó không có mất lính sống lính. Nhớ vợ quá, nhớ gia đình quá, lính cực em thấy không, thằng ngủ vậy đổ trên để về thì phân quân ở làng mình muốn giặt. Em biết anh có những người lính Địa Phương Quân nhưng mà họ là hạ sĩ nhất nhảy dù, họ quấn rất hay. Anh nói thẳng như vậy, chứ không phải là họ quấn như vợ, họ quấn giỏi lắm. Rồi mình có cái thứ lính Hòa Hảo, anh nói em nghe. Có cái lúc cái quân đội mình đó, như anh hồi đó anh làm tỉnh trưởng ở dưới Trương Thiện đó, ông Tổng thống Diệm đó, ông lập cái tỉnh Trương Thiện đó, là ông lấy cái cờ của Việt Nam Cộng Hòa mình, ông cắm ngay cái mặt khu của tụi nó. Ông lập cái khu trù mật Vị Thanh Quả Lụ, cái vùng đó là vùng dưới cẩm mà nó làm trời đó. Là tại sao có những cái quận xa xôi mình không đi vô tới, thì tổng thống Diệm ông mới ngắt mấy cái quận xa xôi đó, ông làm thành ra cái tỉnh Trương Thiện Vị Thanh Quả Lụ đó. Nhưng Cần Thơ thì lấy Long Mỹ bỏ vô, Gò Quao Dòng Riền bỏ vô bên này, Phước Long bỏ vô một phần đó, cái chỗ xa đó làm, rồi mình làm cái tỉnh. Anh vô lãnh mũ chịu sào ở chỗ đó, anh đánh thuộc đó. Hồi đó trước đó ông Phạm, em biết ông lính làm sao nè, mình có lúc mình đồng quá, mấy anh em thì chắc biết lính đồng quá rồi. Chẳng hạn như ông đó, ông, em mộ được 100 người, ở đâu khác lại, vô đến Địa Phương Quân đó, thì cái ông mà mộ đó sẽ được cho đi học. Bởi em có khả năng chỉ huy mới mộ được chứ. Cho ông làm chỉ quan, cho ông cấp thiếu úy, trung úy, đại đội trưởng. Ông làm mộ hai đại đội. Thì cho làm liên đội trưởng, cấp đại úy. Thì nó Trương Thiện anh đó, đính như vậy. Mà những anh em Hòa Hảo này, cái gốc Hòa Hảo này đó, là Hòa Hảo mà chiến đấu ngon lành, là Hòa Hảo của ông Lê Quang Vinh, là của ông Ba Cục. Thứ Hòa Hảo đó hồi trước không quấn ghê lắm, vì cộng sở với Hòa Hảo đó, chứ không phải Hòa Hảo cỡ cái dồn. Mấy ông kia không bằng ông này, giỏi lắm. Anh nhớ đánh, để anh kể một cái ví dụ cho em biết. Anh hùng Địa Phương, không ai biết hết. Có một ông đó, Công Tử, ở Thốt Nốt, em biết Thốt Nốt gì? An Giang. Không biết, ông hai vợ, ba vợ anh không biết. Nhưng mà ông giàu lắm. Ông cất cho ba vợ hai, ba cái nhà, mỗi bạn cái nhà hết. Chia đất bà mấy mẫu ruộng vậy đó, ok. Mấy bà nuôi con, lâu lâu tôi về tôi ghé. Thấy không trời.
ông ngộ ra được hai hay ba đại đội địa quân, ông vô làm liên đội trưởng địa phương quân ở trong chân thiện. Cộng tử muốn giặt ngon cái thứ đó, anh hùng địa phương ngang tàn lắm. Có một lần đó anh nói họ về, hồi đó ông Lý Bá Phẩm đó, ông tin tưởng ông coi đó anh em hòa hảo, bị ông có hòa hảo. Còn anh lúc đó anh coi cái chiến đoàn, anh coi chiến đoàn 31 thì cái chiến đoàn của anh đó nằm ở trong quận Kiến Thiện và Kiến Long ở trong đó. Anh có hai tiểu đoàn, hồi đó anh Hưng tiểu đoàn, với là anh Kề tiểu đoàn, hai tiểu đoàn, anh là chiến đoàn trưởng. Thì ở ngoài này anh đánh thằng Việt Cộng, là để nói chuyện với em nghe, nói với em nghe được, nghe không nghe được, nhưng mà để dành thì tụi nó biết. Thằng Việt Cộng nó có cái chiến thực mà nó mình bị mắc môn nó hoài, nó gọi là công đồn đã diện. Công đồn là sao? Nó quấn cái đồn, nó tấn công, nó tấn công cái đồn mà không cho cái đồn nó chết, nó không dứt để cho trong đồn la la trời la đồ này kia, cứu tôi này kia đó. Ông tỉnh ở ngoài này đó, ông tiểu khu nóng ruột gửi quân vô là cứu viện đó. Thì nó đón đường, nó biết cứu viện phải đi từ đây ra đây nè, nó làm phục kích nằm nè, nó quấn mấy cái toán đại diện này nè, nó quấn phải ra ngoài tay bầm chung nó đại diện rồi á. Cái ông này anh theo dõi tụi nó quấn cái đồn, nó cái đồn sáng cục không hay tốt. Mặc dầu anh không có dính dấp gì với bên tiểu khu, nhưng mà mình có trách nhiệm mà, mình coi có để mình sẵn sàng để mình tiếp dẫn nó nữa chứ. Sao đánh nó quánh tới trưa em, đánh từ sáng nó vô, từ qua lộ nó đi vô, vô cái sao máy trường tình, anh bảo anh thưa chú ta, dạ tụi nó chạy, nó bể nó chạy à. Tụi nó ai chạy, mấy địa phương quân chạy. Tụi nó chết mẹ sao chạy vậy. Tới chừng 2 giờ, 2 giờ, 3 giờ sau báo cáo máy, báo cáo dạ tụi nó trở lại rồi, nó trở lại, nó quýnh rồi. Ủa dạ ngộ. Thì em biết nó là cái gì không? Cái liên đội đó của ông Đại Quý Ê đó, ông vô ông đánh, tụi nó đánh hết đạn nè, đánh hết đạn cũng thiệt hại nhiều. Hết đạn nó làm sao giờ? Nó bỏ nó về nhà, nó chạy, nó bỏ nó về quả lụ, nó lấy đạn, nó ra nó quýnh nữa. Địa phương quân đó, nó chạy nó quýnh nữa. Thì em biết khi mà nó chạy lên đó, thì ông liên đoàn trưởng của nó gục ở trên cái cây đại liên, còn được mấy viên chết. Ông nói tụi bay về thì tao đoạn hậu cho tụi bay, tao chân với cái cây đại liên 30. Ông chân, ông bánh tôi về cầm, không cho tụi gì cấp tiếp. Đấy cho mấy lính mình về. Khi ra cây rớt về, mình chết. Đó là anh hùng địa phương. Hy sinh. Em thấy chưa? Địa phương còn đánh gì vậy? Ai biết? Còn những người vợ của lính địa phương quân, nghĩa quân, người ta cũng ra, người ta đánh giặc luôn anh Tư? Anh sẽ nói cái chuyện đó sau, có đối đồn. Anh có một cái tên ở tại Chiên Thiện. Anh làm tiểu khu trưởng. Em biết tiểu khu trưởng nó bắn, nó bắn vô tiểu khu đó, nó bắn hàng đêm vậy. Con anh nó ngủ đó, ta anh phải làm cái hầm ở trên này, là cái giường bằng xi măng. Hãy bắn cái đùng cái là tụi nó trên này nó tuột xuống, thì anh làm như cái máng vậy. Nó tuột xuống nhà anh đắp nó hầm lại cho tụi nó ở hầm dưới. Để tụi nó nhiều khi nó vô đặt không, nó vô nó giết, nó không thấy. Thì anh có những cái đơn vị mà trinh sát đi chống phục kích. Thì nay nó bắn từ hướng Bắc nó bắn xuống, bữa sau nó bắn từ hướng Nam nó bắn lên. Thì bữa đó cái đại đội của anh đi phương quân, nó đi chống phục kích, nó lên nằm hướng Bắc, trên phía Ngọc Hòa nằm đó. Thì đêm đó nó không bắn cái này mà nó ở phía Nam nó bắn lên. Nó bắn cái tiểu khu anh nát. Nó bắn vô cái tiểu khu, cái tại gia binh tiểu khu bể nát nhiều. Sáng về đó em biết không? Anh qua anh mới thiệt hại. Gia đình binh sĩ anh có chết nhiều. Thì anh gặp cái anh nhớ hạ sĩ, hạ sĩ Thạnh, hạ Thuận gì anh nhớ, nhưng anh nhớ Thạnh phải. Anh qua sau khi đó sáng anh qua anh đi thăm tụi nó. Em biết, thấy một ông lính anh ngồi trước một cái nhà mình ở đó cũng ọp ẹp lắm, mái tôn mà cây rồi này kia, thì cái nhà nó sập hết, tôn nó cháy hết. Em biết, thấy người lính cái tay thế này đặt trên cái mái tôm con queo thế này mà ông chà chà thế này, mà chà chà mà mắt nhìn nó xa xăm, nó đau khổ lắm. Tiểu khu phó anh đứng nói, thằng Thành vợ nó chết,
em gái nó chết và con gái nó chết luôn. Nó còn mình đó. Em biết không? Anh thấy anh không có cái lời gì nói được. Anh nói cái lời anh nó vô duyên lắm. Lúc đó mà em nói cái gì mà để mà em chia buồn, nó lãng, nó vô duyên. Anh làm thinh, anh đứng. Anh đứng. Anh mới nói với ông Tiểu Khu Phó, để cho Thạnh lo ma chay, tụi anh em mình lo cho anh xong xuôi. Để Thạnh nghĩ đến chừng nào mà Thạnh thấy có thể làm việc được thì mới đi làm việc, để cho anh em làm việc. Anh nói vậy rồi, anh để tay nhẹ lên trên vai của anh thôi, rồi anh đi. Nó cũng không nhìn lại, mà anh cũng không nói lời nào. Anh nói cho mấy em biết không, hai ngày sau thôi, xách súng đi quánh giặc nữa. Cái tinh thần cao quá anh ha. Vì vương quân như vậy. Nhắc lại mà anh còn ngẹn. Chứ lại thấy vợ con mình chết hết phải không? Mà phải... Còn lắm, còn nhiều cái cảnh bảnh lắm. Anh mới nói. Còn chứ em mới nói thêm, anh nói cái đồn của trong đến cũng vậy nữa. Yeah. Em biết Địa Phương Quân, Nghĩa Quân coi trong cái đống những cái đồn nghiệt lắm. Bởi vì cái đồn mà mình cắt là những cái đồn là toàn là chặn ở cái nút đó không hả? Chặn chẳng hạn như đường giao liên nó. Cái đường mà nó đi từ tỉnh này nó xuống tỉnh kia, em hiểu không? Để cho nó không vô. Ha? Hay là mình để đó, mình chặn cái trên cái đầu để mình bảo vệ cái sống này. Thành ra nó quánh, nó biết. Cái đồn chắc chắn lắm. Nó thường thường nó quánh gấp 3, gấp 4 lần của cái này. Chẳng hạn cái đơn vị cái đồn nó, anh có cái đại đội anh đóng hay là hai trung đội vậy, thì nó thường thường nó quánh cấp tiểu đoàn trở lên không hả? Mà em biết Địa Phương Quân, Nghĩa Quân mình mà sống ở trong đó, đâu phải sống mình. Sống với vợ, với con trong đó luôn. Nghĩa Quân sống đó. Em nói đánh em biết nó giật. Bắn như cái bọc pha bể blockade đó. Rồi có nhiều khi chồng bị thương em biết không? Vợ nè. Phủ lộ đạn chọi luôn. Con kéo thùng đạn hạp đạn cho bà. Đánh. Ai biết? Ai biết anh đó? Chính mình là như vậy đó. Chưa có những lúc đồn trưởng hai góc đồn bể hết rồi, bị thương nhiều hết rồi, kêu gọi pháo binh tụi anh bắn tụi chụp trên đầu cái đồn đi, tụi nó vô đồn rồi bắn cái đồn nó chết sao em. Nhưng mà phải gạt nước mắt mà bắn để cho nó giết còn sống người nào còn này đó. Cái trường hợp đó em biết, mà đây là không phải là trường hợp của đó điển hình đâu. Nhiều lắm ở ngoài Trung, ở ngoài những cái cao nguyên, những ở ngoài Quảng Ngãi, những nơi cái này, những cái đồn đều có như vậy. Đó, anh em Địa Phương Quân họ đánh như vậy. Và thêm nữa anh nói thế này nè. Họ chiến tranh đối với họ là hàng ngày. Chủ lực mình đó, nhiều khi anh em đánh về nghỉ. Vì ở Hương khỏe, đi chơi được. Còn họ đó, tối á, thì đi phục kích, đột kích. Bằng ngày là nó đi gỡ mìn. Rồi nhiều khi hành quân phối hợp với lại tụ chủ lực nữa. Họ làm cái đe. Chủ lực làm cái búa. Mà họ làm đe họ làm hay lắm. Làm đe làm sao không biết không. Ví dụ chẳng hạn tụi anh đánh nó vô cái mặt này, thì biết gì cộng chạy này đó. Thì mình cho Địa Phương Quân, Nghĩa Quân đó làm cái đại đội để án ngữ đó, chặn. Mà mấy cha nó hay lắm. Nó biết tụi nó chung vô cái lỗ nào em. Rồi này kia nó chặn okay. Đó. Rồi họ có những cái chiến thuật rất hay. Để nói là chiến thuật của họ. Và anh nói chuyện giỡn, anh nói Hồi Mã Thương. Anh biết Hồi Mã Thương là Thành không? Thành ngược. Hồi Mã Thương thế này. Họ đem đại đội đi đánh không? Đi càng vô cái vùng của tụi nó. Càng vô cái vùng nó chạy. Nó chạy cái mấy cha này cũng càng không có. Nhưng mà khi vô tới cái vùng nó để lên tiểu đội. Nằm lên tiểu đội thôi. Nằm phục kích thật là kỹ. Rồi cái đại đội còn lại đi về. Mấy ông nội kia tưởng nó hành quân chiều nó về thôi đó. Chung ở dưới nước chung lên đại ra lên gặp mấy ông nạn giết bắn luôn bắt đem về Mỹ á. Sao họ qua đó họ gặp mình cái chiến thuật nó hay quá, nó có cái tên mà bây giờ tụi nó xài, nó gọi là stay behind, nghĩa là ở lại phía sau, stay behind. Nó cũng chơi cái trò đó, nó cũng để cho nhỏ nó cũng ăn đó. Là anh em Địa Phương Quân, Nghĩa Quân mình họ có nhiều cái hay lắm. Dạ, em thấy phim Tàu mà chiến dịch Hồi Mã Thương nó cũng xuất sắc. Đánh thì
em mà họ họ đánh một riêng lẻ họ cũng được, mà họ đánh với anh em chủ lực này cũng được. Yeah. Em hiểu chưa đó, chủ lực cần phối hợp hành quân. Thành ra dùng cái sức họ, họ không đủ sức, không đủ đạn dược như chủ lực. Yeah. Nhưng mà quánh với cái cấp tầm cỡ của họ gọi là quánh rất hay. Yeah. Đó, họ lại ít có súng đạn nhiều nữa. À, đúng, đạn nhiều bằng đó. Những cái chủ lực đột kích, phụ kích. Để anh kể thêm cái chuyện này cho mấy em nghe. Anh có một ông đó, tên đại quý nữa, cũng đại quý nữa, còn đại quý bé Trần Thiện đó. Ông này đó, khi mà Việt Cộng nó vô 3 tháng sau, nó đem ông nó ra xử bắn tại cái phi trường của vị Thanh Quả Lũ đó. Cái phi trường xử bắn ông. Vì cái ông này đó, ông đại quý, hồi anh vô nó mới thiếu quý à. Và anh đi đó, anh đưa ông lên trung quý, rồi khi anh rời Trương Thiện, sau này ông là đại quý. Ông đánh tụi nó với ông Hồ Ngọc Cẩn đó, đầu hàng rồi còn đánh. Đánh rồi tụi nó trả thù ông á, 3 tháng sau nó đem nó xử bắn ông rồi đó. Mà cái ông này đó, anh biết không, thấy đại quý chân chất kìa, chân trọng mà rất giỏi. Chưa có ông nào mà quy chương hành chánh bằng ông đó. Mà ông biết ai cho không? Ông tổng thống Diệm mình cho. Bởi vì ông là cái người mà đứng ra thành lập cái khu trù mật vị Thanh Quả Lụ đấy. Mà ông lập cái khu trù mật vị Thanh Quả Lụ đó đó, đầu tiên thưởng công ông bằng một cái chương Mỹ đầu tiên. Chương Mỹ bộ tinh đối hành chánh là lớn lắm, đệ nhị vậy đó. Là nhiều mấy em đó phụ sư không có đâu. Rồi ông làm riết, ông lên tới Ngọc Hòa, ông làm đánh này kia, cho ông làm tổng đạo diễn, tổng đạo. Rồi ông thưởng tới cái đệ nhất. Tới khi mà cặp tổng thống chết rồi ông về, ông sáp nhập vào địa phương quân, nghĩa quân đó. Thì ông về làm với anh, ông cho ông qua cái Pru. Pru là cái đại đội thám sát tỉnh. Ông đó ông quánh giặc ngộ, ông quánh giặc đi chân không à, không có ông dài. Trời, ngộ vậy. Anh hùng địa phương mà. Số tất cả trong vòng 10 cái số, gia đình cha nào, con cái ai lấy ai lại, dạ biết hết. Mà nó làm đó mà gặp bắt người này, phải mày con của ông Sáu vậy đâu. Dạ thưa anh hai, phải. Hỏi này mấy tuổi? Dạ nó con 18 tuổi. Không, tuổi đi lính phải không? Bé nói anh, hỏi đâu con nó 23 tuổi. Ở trốn, rồi sao? 3 tuổi làm sao đó? Trốn làm trốn lính, mày không? Rồi cái anh mới gài nó. Mới gài nó, 18 tuổi anh. Mày mấy con rồi mày? Mấy con, dạ 2 con. Nó nói vậy mày lấy tuổi, 14 tuổi rồi mày. Mày nhưng mà lấy tuổi, vợ mày lấy con 17, 18 tuổi gì? Mày 2 con, bây giờ mày 2 mấy tuổi rồi. Ok, đem hồ sơ lại. Đem này. Mày giờ, tao nói mày nghe, mày giờ 21, nghe chưa? Hỏi mấy tuổi nó 21, 21 rồi. Đưa đi, lập hồ sơ đưa Lưu Quang Trung. Cho đi ra ngoài Trung á. Làm lính ở ngoài. Phải nói vậy, bé nó biết hết. Ông đại quý này anh nói nghe là ông thanh khoái ông lắm. Ông trung tướng Nguyễn Nhất Thanh mình. Yeah. Hồi mới vô nó có pháo tơi bời. Cái anh kêu anh nói bé lên coi nè thầy. Bây giờ sao trong cái dòng này nó bắn quá. Anh mới lấy cái dòng pháo binh đó. Anh ai bộ pháo binh biết, cái dòng pháo binh 10 cây số. Anh chấm cái bản đồ ngay cái vị Thanh Quả Lụ anh cái chỗ gì này nè. Anh vẽ cái vòng tròn nha. Bé. Tôi cho anh 6 tháng cái tầm 6 nè. Anh làm sạch hết mấy cán bộ hạt đầy cơ sở này tôi. Sạch hết đấy em. Là cái ông bỏ chân á hả anh? Ông Quýnh Trần, ông Phạm Trần Bé. Ông bé hả ngầu hả? Ngồi ngầu lắm chứ không phải. Ngầu thì... Để nói với anh ông địa phương mà chứ. Rồi có một lần nữa anh kể cũng ông đó. Anh đang làm việc ở tỉnh. Bữa đó không làm tiểu khu. Tỉnh đang ở xa. Thì cố vấn trưởng của anh nó lên gặp. Nó nói tôi có chuyện này tôi trình với ông. Nó dẫn cho anh hai thằng Mỹ ở đâu ngầu lắm. Mà anh biết cái thứ này thứ CIA nè. Trường CIA đó. Tôi nói gọi CIA. Mặc vào nhà bên kia. Ok. Cố vấn nói tôi có cái vụ này. Nó sao? Nó nói tin chính xác A của tụi nó còn một tù binh Mỹ ở vùng này. Nó đưa cái bản đồ, nó đưa ra đồ đủ thứ hình loại không ảnh á. Nó chỉ xóm nhà này ở dưới này vậy nè.
phải nói cái tù binh đó, mà tù binh mà tù mà ra chiêu hồi mà khai tụi nó nói đây còn một người người Mỹ bị giam, nó nghe Mỹ giam người nó phải cứu, cái nó yêu cầu anh làm cuộc hành quân đi cứu ra, nói dùng đó khó lắm em, chứ không phải dễ đâu. Yeah. Anh nói với lại ông cô dân trưởng anh thời hạn bao lâu, ông nói ông tính tính bao nhiêu được, tụi nó cho tôi 3 ngày đi, 3 ngày tôi tính rồi cái nó đi về. Hết giờ rồi hả? Không có anh, 5 phút nữa anh cứ nói chuyện này em đạp thắng lên. Để kể hết anh chuyện kể cho em nghe. Anh kể cái này đi anh, dạ. Được. Dạ. Nghe nó giờ hấp dẫn ha. Dạ hấp dẫn quá, không muốn ngừng luôn anh ơi. Nó qua lẹ vậy trời. Không, đấy, kể chuyện nha. Hấp dẫn cho chuyện lính hay. Bây giờ anh nói được rồi. Anh kêu con bé này lên. Bé, đột kích nấn cái này được không? Anh có kế hoạch rồi. Anh nói bây giờ đó, cái này đó, tụi nó cho anh một cái package trực thăng, 5 chiếc trực thăng đổ quân với lại mấy chiếc yểm trợ với cái CNC. Anh không có lấy của sư đoàn, tụi nó biết. Vì cộng nó hay lắm, hãy lộ cái chút xíu là nó biết. Trên Sài Gòn nó đưa xuống. Anh nói cái ngày đó anh đưa xuống cho tôi. Anh làm của hành quân mà anh đặt cái bộ chỉ huy anh ở trên cái nhà, cái phòng ngủ của anh ở trên cái dinh á. Mình anh hả? Anh không có biết. Với lại ông tiểu của phó rồi. Em mới lấy cái có thằng Mỹ nó hay lắm, ôi à, nó đem còng nó đem đồ này kia đồ cắt còng người cái kẽm kèm nó cắt mấy còng đó. Ừ. Rồi anh biết làm sao không, đi hành quân với thường đi trước đó 2 ngày đi xuống cái vùng là Mỹ nó cách cũng 10 mấy cây á, đi bộ vô hành quân ở đó rồi ém lại ở đó rồi khuya đó là em biết không, ông nào ông đi chân với lại cái đám ru ông nó mới đi bộ vô nó bao vây ba cái nhà đó chưa đánh, tụi nó chờ lên tôi mới đánh. Thì lúc đó anh mới sắp ở ngoài này anh có một cái hai cái trung đội để sẵn sàng trực thăng. Hay trực thăng nó tới đó thì cho 2 trung đội này lên để thả trực thăng ra để bao vây giúp bé. Anh biết cái tới giờ đó anh bật cái thì anh ra lệnh cái hiện nổ nó vô nó cắt nó cứu được em. Cứu được mà không có ông Mỹ, cứu được 30 mấy người của mình. Yeah. Hay lắm. Em coi anh giỏi, nghĩa là em vợ gì có nhiều người đàn bà biết không, những người đàn ông đi không được cổng về Mỹ nó khoai rồi tới trường Mỹ nó cứu hết trên trọi, thằng Mỹ nó cũng báo cáo hệ thống nó không có Mỹ. Thật ra cái ông nội này ông muốn cứu đồng bào đó làm sao ok Mỹ có ông Mỹ hai nữa là Mỹ đi chút anh không biết mà về đó anh biết sao mà phải đánh vậy. Em biết anh hồi đó anh làm tiểu đoàn trưởng anh đi hành quân vô cái vùng chiếm cái vùng mục tiêu của mình, anh không ngờ là ở đó nó có một cái trại giam của nó. Ở đâu anh? Ở trong vùng Chân Thiện đó. Dạ, dạ. Vùng trong đó nó dạ. Dị Thanh. Ở Dị Thanh Quả Lộ đó, ở mà xa trong Chân Thiện đó. Thì anh vừa chiếm được cái đó rồi vô anh biết không? 10 mấy người đồng bào của mình bắt, mình còn nóng hổi dị quạt kìa, mềm là nó trước khi nó rút luôn nó bắn chết hết. Ừ. Mà mấy người đó là gì? Không đóng thuế nông nghiệp cho nó nè. Nó nói là điềm đẹp nè, báo ra ngoài này kia đủ thứ trên đời, nó giam rồi nó. Thật ra cái đám tù này cũng vậy, nó cũng có nhiều người đàn bà. Thế em thấy không? Thành ra để anh nói cái khả năng gì đột kích ha, phục kích hay là hành quân phối hợp hay là phản phục kích này kia, địa phương nguyên quân họ rất giỏi. Dạ vâng, cảm ơn anh, để cho anh cũng nghỉ mệt một chút và cũng tạm ngưng chương trình để chạy một số thông tin thương mại rồi sau đó thì sẽ trở lại chương trình. Tư đang nói chuyện rất là hào hứng. Dạ vâng, xin phép quý vị chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm trên gốc tại Nhật Bản thời gian vừa qua, quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại mua sắm qua số 1877 892 6999
và tiếng hát hậu phương cũng được bảo trợ bởi công ty dược thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm, xem mạch rất hay, thuốc thang đúng bệnh. Ông đã từng giúp hàng trăm nghìn đồng hương chiến thắng nhiều căn bệnh hiểm nghèo, giúp quý vị cao niên chọn liệu pháp dưỡng sinh tăng sức khỏe và tuổi thọ. Chúng tôi luôn lấy phương châm tất cả cho sức khỏe để phục vụ đồng hương, có xem mạch hút thuốc thang, có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Nhân dịp mừng xuân Mậu Tuất 2018, công ty dược thảo Cảnh Thiên kính chúc quý khán thính giả sang năm mới tràn đầy sức khỏe, tài lộc hạnh thông. Để bày tỏ lòng biết ơn đến quý khán thính giả đã tích cực ủng hộ hơn 20 năm qua, công ty dược thảo Cảnh Thiên có chương trình giảm giá đặc biệt 20%, có giá trị từ nay đến ngày 15 tháng 3 2018. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc số 714-775-1069. Ngoài Cali xin gọi 855-775-1069, mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Đây là nơi làm việc duy nhất của Đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy lầm thuốc. Dạ, kính thưa quý vị, tiếng hát hậu phương cũng được một lá thư gửi bằng bưu điện của anh Tư Sài Gòn, gửi từ Anh Quốc, United Kingdom. Tiếng hát hậu phương sẽ trả lời anh qua email vì cái thơ anh quá dài, chúng em không có tiện trả lời trên này hoặc là đọc ở trên này. Em cảm ơn anh Tư rất là nhiều. Dạ vâng. Ngày hôm nay thì tiếng hậu phương được nhận 3 lá thơ là từ bưu điện, gửi bằng bưu điện, vâng, không phải là email. Thì lá thư thứ nhì là của anh Suy Vinh Nguyễn từ New Jersey. Rất cảm ơn anh đã có ý kiến xây dựng với chương trình tiếng hậu phương. Và tiếng hậu phương xin ghi nhận và sẽ sửa sai những sơ sót. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúc anh một ngày rất là bình an. Dạ, lá thư thứ ba là của anh Lê Phong Châu gửi từ Oklahoma. Tiếng hát hậu phương đã nhận được 2 bài thơ của anh nói về Tết Mậu Thân, thì chúng em sẽ sắp xếp để đọc những cái bài thơ của anh rất là hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Và dạ, vâng. trước khi vào nói chuyện cùng thiếu tướng Lê Minh Đảo thì em có mấy lời chia sẻ. Thứ nhất là của chị Bạch Mai ở Florida. Hôm nay chương trình thật hay, có khách mời là tướng Lê Minh Đảo, nói chuyện rất hùng hồn, oai phong lắm, lẫm liệt. Cho chị Bạch Cúc gửi lời thăm các anh em trong đài nhiều sức khỏe, gửi lời thăm hai cô ca sĩ Trần Thanh Lan và Phương Quế, lúc nào cũng có áo dài đẹp. Cảm ơn chị Bạch Mai. Cho chị yêu cầu hát bài Vòng Hoa Chiến Thắng để tặng chị đêm nay. Cảm ơn đài rất nhiều. Dạ vâng, sau đây là lời chia sẻ của chú Cảnh Virginia, gửi lời chào Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Nghĩa Sữa và niên trưởng Lê Minh Đảo. Chúc gia đình niên trưởng luôn bình an và sức khỏe dồi dào. Hai cô Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế chắc nhớ bài Nhớ Mẹ của tướng Đảo. Yêu cầu hai cô hát để tặng cho các anh cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Và sau đây là lời chia sẻ của chị Phượng Liên, chị ca sĩ cổ nhạc Phượng Liên, gửi lời thăm hai em gái Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế và anh Lê Minh Đảo. Ông xã chị là cựu đại tá Vinh, gửi lời hỏi thăm tướng Đảo cùng khóa 10 Trần Bình Trọng Đà Lạt. Chị Phượng Liên anh. Yeah. Thăm Vinh nha. Yeah. Hôm qua có thăm gặp Trang nói chuyện, thăm Trang có hỏi về Vinh nhiều. Mà giờ gấp quá, mai phải lên đường trở về. Dạ, rồi ngày mai thứ tư là anh về rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Liên. Sau đây là lời chia sẻ nữa của chị Ngọc Nga Lê. Dạ, chào Ngọc Nga ở Maryland, kính chào Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Nghĩa Sữa, thiếu tướng Lê Minh Đảo. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Xin hai chị ca sĩ song ca tặng cho gia đình em một bản nhạc nào cũng được. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ vâng. Chúng em đang nãy giờ thì tiếng hậu phương hôm nay đang tiếp chuyện với cựu thiếu tướng Lê Minh Đảo là tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh. Anh nãy giờ chia sẻ những cái điều rất là quý báu mà quý nghĩ rằng hậu duệ sau này cũng nên biết. Và anh cũng là một trong những người tù 17 năm. Dạ vâng, những người tù cuối cùng 17 năm ở trong trại tù Cộng sản. Thì trong những lúc mà nãy giờ thì khán giả yêu cầu rất là nhiều, thưa anh Tư. Thì anh Tư đang nói câu chuyện cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà nếu mà anh Tư cho phép thì tụi em sẽ hát bài Lưu Đài của anh Tư trước đi, rồi cái bài nhớ mẹ mình sẽ soạn sau. Dạ. Tại vì trong cái chương trình trước khi mình hát cái bài Lưu Đài để theo đuổi không khí thì mình cũng, chúng em cũng xin anh Tư vài lời là trường hợp nào mà anh Tư sáng tác cái bài Lưu Đài này. Dạ. Anh nói khỏi cần đưa dạ khỏi anh, dạ, thì cái bài Lưu Đài này thì anh sáng tác năm 1984 phải, ở tại cái trại Nam Hà. Yeah. Nam Hà Nam Từ. Cái này á đặt để mà
riêng tặng cho tất cả các anh em bạn tù của anh. Yeah. Những người có gia đình mà con cái, khuyến khích con cái đi vượt biên đó, nhưng mà đã không thành công. Vợ và con chết ở Biển Đông ha, thất lạc. Yeah, yeah. Em biết không, không có gì đau khổ bằng mình ở trong tù mà nghe những cái tin như vậy. Yeah. Thành ra mấy anh em nó có nhiều cầm cái cuốc, cuốc đất vậy này, mà nhìn lên trên trời mặt nước mắt nó cứ chảy ngàn. Rồi mà ức không dám nói được gì, tên trời không nói cao nhận. Anh xin nói có một người đó, anh nói cái này, một đại tá mà cũng là dân biểu lớn lắm đó. Có 5 đứa con trai đi một chuyến chết hết. Đâu mà ảnh cắn răng ảnh chịu cho tới ngày không ở trong tù không ai biết hết. Chỉ có tụi anh số người biết. Do đó mà nó thúc đẩy cho cô lòng, nó thôi thúc anh làm cái bản nhạc đó đó. Bản lưu đài đó, để nói về tất cả cái hoàn cảnh của anh em của anh đau khổ như vậy. Năm 81. Không, 84, 85. Dạ, 84, 85. Dạ. Em mời anh. Rồi, chắc chắn là phải có tác giả hát chung với chúng em rồi. Dạ, dạ đây anh theo nha. Dạ. Trên biển dâng bão biển đâu thèm gào, cuốn đi cánh hoa đào xa trôi nơi nào. Dường như khóc như than cho đàn con, biển sâu là mồ chôn con ơi, ôi đoạn trường. Trời đêm sao rơi, nước mắt ai long lanh, khổ đau không vơi, tóc đã phai màu xanh, xa nhau mãi từ đây, chia ly mãi từ đây, yêu thương và nhung nhớ dâng tràn đầy. Sương bao phủ trên quê hương khổ ai, yên vui giờ đôi lấy lầm than kia qua đây. Nhìn ngờ hôm nay, nào ai biết tương lai, còn sống tôi còn khóc tôi còn thương quê hương tôi. Còn sống anh còn nhớ anh còn thương. Sống bà còn nhớ bà còn thương con ơi. Chiến biên dông bao biển đông thèm gào, cuốn đi cánh hoa đào xa trôi nơi nào. Trường dương như khóc như than cho đàn con, biển sâu là mồ chôn con ơi, ôi đoạn trường. Trời đêm sao rơi, chia ly mãi từ đây, yêu thương và nhung nhớ dâng tràn đầy. Sương bao phủ đầy.
còn sống ba còn nhớ ba còn thương con ơi. Còn sống tôi còn khóc tôi còn thương quê hương tôi. Cảm ơn các anh các chị ngồi bên ngoài căn siêu tầng 18 Bộ Binh, anh chị Trạch Gầm vâng đã đi yểm trợ tinh thần cho chương trình Thế Hậu Phương hôm nay với anh Tư. Dạ vâng. Còn bao nhiêu bài hát anh sáng tác trong tù thưa anh? Bài Nhớ Mẹ thì chắc chắn rồi là nhiều khán giả biết. Dạ. Gần 30 bản. Dạ. Là ở trong tù không đó anh? Trong tù đó. Mười mấy năm mà. Mười mấy năm 30 bản cũng không có nhiều lắm đâu. Mất muốn nhiều cái bản cũng có nghĩa mà nó buồn lắm. Dạ. Có những cái bản nó có tình cảm về vấn đề những sự cay đắng của những người đàn bà mà họ chịu nhục nhằn đủ thứ trong tòa nuôi chồng này kia. Bây giờ anh nhớ anh hát một hai câu đi anh. Hôm trước em nhớ là anh có hát ở nhà anh đại úy Phục Hưng á, cái bài rumba mà cái gì mà có mùa thu đó. Cái bài đó cũng em thấy cái bài Bùi Thu Nhớ Thương. Cái melody nhạc nó rất là hay. Nếu mà anh nhớ thì anh có thể hát đây, một vài câu chắc khán giả cũng đang muốn nghe những sáng tác của anh thưa đây, anh. Đây có dịp anh chuồn cho tụi em. Bây giờ thôi để mình tiếp mình nói chuyện cái này nó hay. Bây giờ anh có nhớ đoạn nào cái bài đó không thưa anh? Có. Em nhớ là anh hát. Nói chung đoạn hát mấy câu cũng được. Dạ đúng rồi. Chẳng hạn như có cái đoạn giữa chẳng hạn như là. Dạ. Thấp hình như la. Thương xuôi tóc tha thước đôi mi đồng ước xót xa thương đau khi ánh sao này đã tắt rồi nhấp chén ly bồi héo hắt đôi môi nhớ mai không thôi nghẹn ngào chi khi chia ly. Mùa thu lại đến, lòng những rạc rào. Trời thu gợi nhớ, thương cánh hoa đào. Đường xưa thêm cũ, ai vẫy tay chào. Lê trang nhìn người thương bước đi trong mưa thu. Lê trang nhìn người thương bước đi trong mưa thu. Anh hát rồi vô tắt luôn giọng rè tự nhiên khó rè đứng như anh đó mà anh Tư giọng này rè cũng rè không được đâu đó giọng này giọng rè tự thiên nhiên dạ nghe. Tự nhiên mà anh thấy anh hát giống như giấy đá mà nó rè nhưng mà anh dế mà cỡ tuổi anh á là nghĩa là anh mới tuần vừa rồi ngày 5/3 là mới sinh nhật thưa anh vừa rồi mới sinh nhật của anh là 87 không anh? Không đâu. À, 86 chừng. 86 thôi. Anh tặng thêm tuổi nữa, sorry anh. Thấy xài sang. Em xài sang tuổi quá. Tặng anh thêm tuổi nữa. Thấy anh còn khỏe quá mà được. Anh cũng nhớ dai chứ anh. Mấy chục năm mà anh cũng nhớ mấy bài nhạc. Dạ thưa anh. Anh cũng tốt. Có anh Nguyễn Hữu Cang Florida gửi lời kính thăm tướng Lê Minh Đảo và gia đình và cô hai cô em gái Hậu Phương. Chúc dạ, tướng Đảo luôn nhiều sức khỏe để dìu dắt những anh em còn lại đây ở đây để gửi lời thăm nghĩa sữa. Giờ hỏi chứ ai dìu dắt ai. Mấy cha dìu tu chứ tu dìu mấy cha đâu có nổi nữa. Cảm ơn anh Cang rất nhiều. Anh Cang. Dạ vâng, anh Cang cũng chúc tướng Đảo vâng. Có một lời chia sẻ nữa của chú Hưng ở Virginia. Muốn hỏi tướng Đảo là đại úy bé hồi xưa có phải là phó tỉnh trưởng Nội An hay là không? Không. Ông này á là ông ru tên Phạm Văn Bé. Dạ. Cái chức vụ hành chính mà cao nhất của ông là ông tổng. Dạ. Ông này đó ông ở với anh thấy chưa có cái chữ chân chất nào của một người mà cái người miền Nam mình như ông đó hiền hậu lắm, hiền lắm nhưng mà là đối với lại cộng sản đó là anh cương quyết lắm à đó. Yeah. Chết tội nghiệp quá đó. Yeah. Rồi còn nữa còn những cái người nữa bây giờ sẵn thôi bữa khác anh nói với bà đang có thời giờ không anh cứ tiếp tục anh tiếp tục những gì anh muốn nói thôi hôm nay là ngày của anh dạ, để vâng. Anh nói cái này dạ. Nè nãy giờ anh nói là những cái chi tiết thôi dạ anh nói là cái kết quả mà lớn nhất dạ
mà địa phương quân nghĩa quân đóng góp cho tổ quốc mình đó, cái đó mới đáng nói. Thì anh nói cho em biết rằng cái đó, sở dĩ mà người ta nói yên vui ở làng xóm, học trò đi học vậy này kia, anh em địa phương quân nghĩa quân đó họ làm cái chuyện đó hết á. Còn chủ lực của mình á, khi nào mà họ bị đánh nặng đó, mình đem quân để mình giúp họ, mình tiêu diệt những cái đại đơn vị của nó. Nhưng mà cái tụi mà hạ tầng cơ sở, phá làng phá xóm, gây ung thúi trong xã hội mình đó, là cái tụi đời hạ tầng cơ sở, là chính anh em địa phương quân nghĩa quân mình hàng ngày canh cánh hàng ngày để họ làm cái chuyện đó. Em nhớ vậy. Mà một cái kết quả mà có thể nói không ai chối cãi được, mà cả thằng cộng sản ở ngoài Bắc là Lê Dũng đó, nó cũng phải sợ đó. Đó là cái bình định phát triển nông thôn. Anh nói cái nòng cốt của đình đi phát triển nông thôn là anh em địa phương quân nghĩa quân đó. Anh xin kể sơ sơ chút xíu này. Sau khi mà mình đập tan tụi nó ở cái ba cái cuộc tấn công của nó ở Tết Mậu Thân năm 1968, làm Tổng thống Thiệu ổng đưa ra một cái chiến lược gọi là bình định lãnh thổ, tái chiếm những vùng mất bình định lãnh thổ, tăng số địa phương quân lên. Rồi anh biết không, cái đó tiền bạc của Mỹ nó đổ vô cho mình để xây dựng cầu cống, em thấy đường đình chùa này kia tất cả đó, tiền bạc họ đưa ra, nhưng mà công sức ai, máu xương ai, là anh em địa phương quân nghĩa quân và cán bộ xây dựng nông thôn và tất cả những người cảnh sát chi khu ở địa phương, tất cả nó tóm lại là những người mà bán quân sự và xã ấp và cái địa phương quân nghĩa quân mình. Anh biết không, cái mà làm thế nào mà tê liệt quá cái hạ tầng cơ sở, anh em địa phương quân nghĩa quân họ làm. Bảo vệ làng xóm để cho đồng bào an ninh, anh em địa phương nghĩa quân họ làm. Bảo vệ cho các công trình mà để mà xây cất ở địa phương, anh em địa phương nghĩa quân làm. Khi nào mà nó vậy, tụi nó nọt quá, nó quánh mà đem lực lượng hướng nó quánh, thì anh em chủ lực mình lại đập nó để giúp cho anh em địa phương quân. Đó thì tất cả những cái công trình mà nó 20 năm mà mình được an ninh đó, thì phải nói là công trạng địa phương quân. Mà một cái bài cuốn sách của ông đại sứ Mỹ là ông William Colby, ông viết một cái chiến thắng bị bỏ mất đó, là cái gọi là bình định xây dựng nông thôn, và ông đề cao cái vấn đề đó. Còn Lê Dũng ngoài kia đó, thấy nó chỉ thị cho miền Nam là đánh phá bình định, đánh phá bình định, đánh phá bình định, chứ không dám quánh chủ lực, bị chủ lực nó quánh gì nổi, nhưng mà đánh phá bình định, đánh phá bình định. Thì các em nói cái này lật lại, anh nói cái này là một cái niềm hãnh diện của quốc gia mình. Hãnh diện quốc gia mình. Em coi trên thế giới này có cái nước nào vừa quánh giặc mà xây dựng không? Quánh giặc là quánh đại vì thế chiến á. Bên các nước nó quánh tan hoang trên trời hết. Hòa bình rồi nó mất, xây dựng lại. Còn mình phải vừa đánh giặc mà vừa xây dựng. Làm kinh tế phát triển. Mở mang đường xá, mở mang cầu cống. Đó công cường. Xương máu của anh em đổ dài. Bởi vì mỗi một lần mà bây giờ các em về miền Tây, hay những nông thôn, mà thấy những người thương tật của mình, âm thầm này kia, phải nhớ, biết đó là những cái người đã xây dựng cái đất nước mình đó. Anh em địa phương quân nghĩa quân đó. Mà đời đời mình biết ơn họ. Con cháu mình phải hiểu cái đó. Nó sự oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì ai cũng oai hùng hết. Nhưng mà những người oai hùng mà chẳng hạn như âm thầm chịu đựng, đó là những cái người địa phương quân nghĩa quân này. Chúng ta phải đề cao. Anh nói cái đó là bởi vì anh đã chỉ huy họ 6 năm mà. Lực lượng lãnh thổ anh có chỉ huy. Họ không khác gì với bên đây. Mỹ là gọi là cái National Guard đó. Đó, ở bên mình nó có cái đó. Thì nhớ. Dạ thưa anh, có những em hậu duệ chúng ta sau này á, có email vô hỏi tụi em là như thế nào là nghĩa quân mà như thế nào là địa phương quân. Thì hôm nay em nhờ anh Tư giải thích. Bây giờ thế này, địa phương quân và nghĩa quân đó, nó là cũng như người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chủ lực quân đó là quân chánh quy đó, được huấn luyện một cách là homogen, là nó cũng như là đồng nhất trường các trường huấn luyện. Và họ đánh những cái mục tiêu mà cái bằng di động đó, ở chỗ nào cần họ. Còn địa phương quân nghĩa quân là gì? Họ, nhiệm vụ của họ là bảo vệ xã ấp quận làng. Họ không đi ra khỏi cái đó.
địa phương quân ở cái quận Cần Giờ thì là bảo vệ cho quận Cần Giờ của tỉnh Mỹ Tho, thì bảo vệ tỉnh Mỹ Tho thì phải cho đó không? Họ đánh ở trong đó, họ đánh là về họ bảo vệ cái làng xã của đó là địa phương nghĩa quân. Nhưng mà sau này đó mình á, mấy anh em đó với nhu cầu á, năm 1974 mình lại nâng họ lên, họ thành lập tới tiểu đoàn lên và họ lập tới liên đoàn nữa, và họ đánh trong tỉnh của họ một cái liên đoàn ha, tiểu đoàn họ quánh tỉnh và họ có thể đem ra khỏi tỉnh họ quánh nữa đó. Để nói họ là một người lính có thể nói là chiến đấu cách kiểu như đa hiệu vậy. Là cái cách đánh của họ nó có khác gì cách đánh của chủ lực quân không anh? Có khác chứ đó. Thì họ đánh những cái chứng thực anh nói nãy đó. Nghĩa là họ đánh nhỏ, đánh lẻ có nhưng mà họ quánh hàng ngày kiên trì. Chẳng hạn anh nói mình nghe sẽ đi gỡ mìn đó, chủ lực quân đâu có gỡ cái chuyện đó, chuyện đại tiên quân đi quân quân phải không? Rồi chẳng hạn như là đi đánh vô một cái tạm mà nó giam người này kia đó không? Thì anh em đi quân lạng xả cho anh em lo. Mà chiến thực của họ như nãy anh nói là họ có chiến thực đủ thứ hết. Cái chiến thực mà ở làng xã họ hay chỗ này, nhiều khi họ không cần bản đồ, họ nhắm mắt họ biết tao tới đó tao gặp cái bụi đó tao biết, tao qua cái bụi qua cái lùm là tao thấy có cái suối tao biết rồi, họ nó rớt lên nó kìa, họ ở đó bao nhiêu năm không biết. Có lần anh đánh họ vui lắm, anh nghe kể chuyện này vui lắm. Bữa đó bằng đêm vô Ngọc Hòa đánh họ đụng nặng lắm trên đó, anh nói ai lên đây ê mấy chú ở đâu, có ở đâu đại đội trưởng mà anh nói đại đội trưởng địa phương Gà Hảo đó, anh nói thưa bốn lần tư tưởng, bốn lần tư tưởng là em biết gì không, bốn chữ T là trung tá tỉnh trưởng, họ kêu vậy đó, bốn lần tư tưởng, bốn chữ T, bốn T ta đi bốn lần tưởng. Dạ em ở dưới cây rôm này nè. Chết cha, anh bài lên họ thấy 100 cây rôm vậy. Biết ở đâu, cây rôm phải đốt đồng đó. Họ bó để đem về đó. Rồi nó quýnh không có băng đồ, làm sao biết băng đồ ruộng mà. Nó ở cây rôm nè. Anh cũng lành trí, nó ở cây rôm. Bài là gần gần đó. Anh nói thế này, bây giờ anh bỏ từ cây rôm anh ở đó. Đấy. Anh bỏ cho tôi 4 cây rôm ngang bên tay mặt anh á. Anh lại đốt cho tôi cái cây rôm thứ tư tuốt lại cho tôi biết. Anh tránh đó. Bị đốt cây rôm tụi nó biết nó ở đó, nó báo sao. Rồi đợi 4 cây rôm. Là anh biết nó nằm chỗ này nè. Anh cho. Có nhiều khi mình quánh vậy đó. Rồi họ nói chuyện với cô dân Mỹ vui lắm. Nghe thì đại đầu này quánh đại kia có dính hai ba người kẹt kia. Nói về đại kia bà con nhau hết rồi. Chú Sáu đừng bỏ con nghe, đại đội trưởng này nói kia. Được, con đi. Anh này nói tao không có bỏ mày đâu, mày coi tao quánh nè. Bò đồng ruộng khó quánh lắm, hãy nhóc lên nó bắn liền. Bò sát kia bao nhiêu chọi lựu đạn. Say nói mày thấy tao quánh đẹp không? Đẹp chú Sáu, đẹp chú Sáu. Em thấy không? Họ đánh giặc như vậy đó. Họ không có bỏ nhau. Chết bà con họ không mà. Dạ, quýnh, ở trong làng, trong xóm là bà con hết. Thành ra chính những cái đó. Thương họ ghê lắm. Dạ. Thương họ ghê. Anh nói một câu này. Chuyện này bữa nay tôi đính chánh cho tất cả anh em. Tôi chính chánh cho các anh em địa phương nghĩa quân. Dạ. Cái thằng cộng sản đó, là cái thằng ăn ngược nó ngạo. Cái thằng chim ngon nó bậy. Cái chuyện có nó không, chuyện không đâu có. Nó đó, em biết sao? Nó muốn cho đồng bào ghét địa phương quân, nghĩa quân. Nó mấy cha này phá làng, phá số, bắt gà, bắt vịt này kia. Anh hỏi tụi em thế này, địa phương quân, nghĩa quân ở sống với nhân dân ở đó. Mà giờ bắt gà, bắt vịt của nhân dân ở đó, thì anh hỏi em làm sao bảo vệ được? Người ta ghét làm sao mình sống được? Em hiểu chứ không? Nó nói như vậy là để cho nó xấu lính mình. Mấy anh em địa phương làm tính nóng trầm nói chiến dịch nói xấu. Nhưng mà anh cho bắt gà bắt vịt. Hồi đó anh đánh, anh cho bắt gà bắt vịt. Em biết bắt gà vịt đâu không? Cái vùng của tụi nó ấp xã nó trời còn gì xin nào, gì xin nó mập tụi lù em à. Nó ăn đã đời nó quánh quanh. Anh vô anh chiếm cái hàng nó rồi. Vô thấy tấm bảng nó dạy ra kia nè. Cô Út bò lên lô cốt
Ban đầu cô sợ, nhưng sau cô không, cô chọi lựu đạn, cô thấy bao nhiêu người chết, ta giật sập đồn rồi. Bà con ơi, nó nói vậy. Hay là làm bài toán cộng, hôm nay ta giết 2 Mỹ, bữa sau ta bắt 3 Mỹ, tổng cộng là bắt bao nhiêu, là toán cộng nó dài vậy. Nghĩa sử luôn á, như vậy nghe luôn. Anh đi, anh Quân mới cái dùng đó, bởi vì nó có những dùng mà không có chiếm được đó, phải không? Nó không nói nó vậy. Anh hỏi em trong đó dịch sim nè, đồ thịt tụi nó nuôi để nó nuôi sống tụi nó, bộ đội nó về nó lấy cái đó nó nuôi nó kinh tài đó. Anh hỏi em mình vô không đốt nhà nó làm ai, hiểu chưa? Cho lính ăn trong dùng tụi bay tao lấy. Nào ngon chạy ra đi. Nào ngon ra giật. Bây giờ nói ra nói anh có bồi. Nhớ không phải. Anh làm cái gì logic thôi. Mỹ cái làng của nó mình vô mình phải triệt tiêu chứ. Chứ tại sao lại để cho nó sống? Còn thế biểu tình này kia, nó biểu đừng bắn mọt, nó bắn vô cho ai bắn. Chứ mình nên nó pháo binh đâu. Nó nói bắn. Còn biết biểu tình không? Em ha. Đẹp đẹp thôi nó cho đi trước. Nó đứng ngoài sau lưng người xưa nó đuôi suối đồng bào mà em gia đình mà giờ nó gọi là gia đình của mình đó, phải không? Nó bắt em đi đầu nè, có chuyện gì bắt tắt em mà hãy có bình thường qua trên trọn nó bỏ nó chạy để cho dân mình đi trước, dân trong làng đi trước. Mấy địa phương hay lắm, làm hoài đó, bắt tụi nó giải toán cảnh sát này kia thì nó không ở đó rồi nó trà trộn. Ban ngày thì nó đi, ban đêm nữa ra, ban ngày nó ở đây, ban đêm vô rừng. Ừ, nó ông tỉnh, nói anh ông tỉnh tụi nó biểu tình hoài. Bây giờ sao bắt mấy bà già trầu này đi biểu tình hoài, mình mệt quá. Ừ, là sao giờ ông tỉnh bỏ mấy bà xa xa để mà đi về lần cho bà sợ thả. Nhiều khi nó biểu tình ở Long An, thấy không, rồi thả về lấy xe chở bỏ ông sợ thú quá. Không biết đường về mấy rồi sợ mất đường đi biểu tình nữa. Cái giỏ trầu ăn hết bà thèm trầu, bà hết trầu rồi chưa về tới nhà nữa. Bà già trầu đang nghĩ thấy không, có những cái biện pháp nó vậy đó. Cộng sản nó chơi vậy đó mà, rồi mình phải có rồi chơi đó. Thật ra Điện Quân như Quân họ có nhiều cái trước hay lắm. Anh nói quán giặc chỉ anh con lần chỉ anh thế này, anh đang lái xe anh đi nhá, đi trên xe đi từ Cai Lậy, từ ở Sầm Giang đi xuống Cai Lậy đi giữa đường đi xe jeep nữa là cái escort của anh á, mấy người hiểu ra ông tỉnh, ông tỉnh tin ngừng tỉnh ngừng ngừng anh nói gì ngừng mày ngừng có phục kích. Làm sao nó biết anh phải làm sao em biết không, ruộng đã đang cuốc gì này tới chỗ đó sao không có ruộng, không có người cuốc em ru rồi mấy cái công việc đó. Công việc nó đang ba về nó gặp cái cây mắm ở đồng treo leo ở ngoài ruộng đồng hay cây mắm thì con diệp nó gặp cái đồng cây nó bay lên cái đầu. Nó bay xà. Nó vừa đáp trên cái đầu của nó có một quãng hồ nó bay lên liền. Làm biết cái gì có ở người. Dưới cây nó có thằng nó nằm ở dưới có đó. Người. Nó giật dây mềm nó. Thấy chưa? Đó kinh nghiệm của anh em họ như vậy đó. Đó hay anh nói cái này nè, anh vô có cái đồn nghĩa quân. Anh thấy sao mấy này nuôi ngỗng nhiều quá. Nuôi ngỗng. Trời ơi ngỗng em biết nó gác hay hơi thật. Đúng rồi. Bằng đêm mà nó quét xa xa là nó quét lên nó biết hết trơn. Nó còn hơn chó luôn á. Không hay nó cắn nữa. Nó rồi em biết nó lợi cái khác nữa. Nó ăn hết cỏ em. Đồn rậm rạp này kia đó bắt được cỏ. Nó ăn sạch cỏ ngỗng á. Ô, nó gác đỡ mấy lính gác, cứ gác ngủ mà nghe ngọn ác là biết tụi nó bò tới đó. Anh thấy không? Đó là những cái kinh nghiệm mà anh em nó họ sống. Họ đánh em hiểu thế này, Địa Phương Quân Nghĩa Quân đó. Họ đánh 1000 trận. Quánh từ năm này qua năm kia, ngày nào họ cũng đánh. Họ 1999 trận họ không bị thương. Trận cuối cùng thế nào họ cũng bị hết. Tội nghiệp họ không? Đó. Đánh hàng ngày mà. Bởi vì đánh hàng ngày mà, hàng đêm mà. Họ chỉ được đổi là cái gì? Họ được gần vợ, gần con họ. Họ sống để mới có cái tình thương vợ con. Đó, em thấy không? Lính mình là như vậy. Bởi anh hỏi có người lính nào trên thế giới này quấn giặc 20 năm không? Không có lính nào quấn giặc 20 năm hết tất cả. Chỉ có lính Việt Nam quấn giặc 20 năm mà không than quán gì hết. Còn họ quấn 2 năm, 3 năm, 5 năm. Nhất là mấy Mỹ này quấn là 1 năm phải thắng. Không thắng cái nổ cọc. Nổ cọc cái chê ô trận này không đáng. Không đáng quấn giặc.
chẳng mẹ Thái là đúng vậy à, bị quê quê cơ biết không, nó vậy thôi. Mấy em phải hiểu những chuyện nó như vậy, các cháu nhỏ phải hiểu mấy cái đó. Chú nói đây, bác nói đây, ông nói đây cho tụi con đó. Có những cái này ông nói đây là tất cả những cái nước mắt và máu của anh em đó, và những sự đau khổ của bác nói là sáng mà nghe. Từ nhắc mấy cái kỷ niệm cũng tự nhiên thấy tụi em cũng thấy xúc động những kỷ niệm của anh Tư. Thôi dạ, mình nói chuyện khác vui đi. Mình có. Dạ không, có cái lời chia sẻ của chị Kiều Loan mà chắc anh Triều đó. Dạ, đúng chị rồi. Kiều Loan, em chào chị Kiều Loan và anh Triều. Dạ vâng. Chị Loan yêu cầu hai cô Phương Quế và Trang Thanh Lan hát bài Người Lính Không Bao Giờ Chết. À, em nói. Dạ, bài đó em không có thuộc. Dạ không, em không thuộc đâu. Cảm ơn chị Kiều Loan, em chúc chị Loan nhiều sức khỏe. Anh chắc chị luôn luôn mạnh khỏe. Anh Nguyễn Hải Triều đó anh. Dạ. Biết. Anh dạ, Triều biết. Cũng là nhảy dù. Chị Kiều Loan sinh luôn. Cảm giác xe đâu đó, nhảy dạ, dù. Dạ đúng rồi. Anh. Nhưng mà giờ anh về, anh chị về San Diego rồi. Lúc này khỏe không? Dạ, Triều, anh Triều. Sức khỏe tốt không? Gặp hồi trước anh thường dạ, gặp. Dạ, chị Kiều Loan là biết, là bà xã anh dạ. À, anh chị đang ở San Diego mà hàng tuần hay theo dõi chương trình Tiếng Hậu Phương lắm anh. Dạ. Sau đây là một lời chia sẻ nữa của anh Thanh ở Houston muốn hỏi tướng Đảo là 30 tháng 4 năm 75 tổng thống kêu đầu hàng mà chú còn đánh Việt Cộng, bị Việt Cộng bắt ở lại, lúc đó tướng Đạo có nghĩ bị chết hay không? Thì nói sự thật, lúc đó mình không còn nghĩ cái đời của mình nó sẽ xảy ra sao ấy, nhưng mà mình còn nghĩ rằng cái lúc người chiến sĩ mà em biết không, còn một phút chót là cũng phải bắn thôi, còn một giây phút cuối cùng mình cũng phải giải quyết cái đó, yeah. Cái đó. Là người chiến sĩ mà, yeah. Thấy không? Thành ra cái dù chết sống không thành vấn đề, yeah. Thì nói rằng không phải mình, chú nói, tôi nói bao nhiêu người chiến sĩ đó, họ đi ra chiến trường đó, họ đâu có màng tới cái chuyện chết. Mình nói như anh em không vưng thì nói anh em không vưng, không vưng hào hoa, quýnh sạp sáp rồi chơi, ngồi đó, đi bay, lên nhảy lên cái Skyrider hay là nhảy lên cái F5 bay, bay rồi không về, cắm cái đầu chết, chờ nhà mới, nhưng mà họ đâu có nghĩ, họ đâu có cần cái màn cái đó, cũng như người chiến sĩ, có nhiều chiến sĩ bị thương 5-6 lần, họ không chết, họ vẫn tiếp tục họ làm. Mà nếu mà chẳng hạn như sợ thì mình đâu có là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh Tư có bị thương lần nào không anh Tư? Anh bị 3 lần. Ồ, mấy trận nào thì anh? Nhưng mà trận nó trời trên kia, có lẽ anh được ở trên phù hộ. Có lẽ mình đi theo anh đỡ cho anh. Bị phần mềm rồi nhèo hết. Không xương nó mẻ chút xíu không sao. Bây giờ chết hồi đó anh vô nhà tù cùng Cộng sản rồi. Miễn nó còn lòi lắm mà. Nó mà hồi vẫn không chịu lắm. Không có sao, tức là phần mềm nó không có nguy hiểm hết, không có nguy hiểm, không đúng, nó không đáng. Anh không bao giờ anh mang cái chiến thư bộ tình ấy. Mang xui. Như vậy thì ngày 30 tháng 4 đó là anh kẹt ở đâu anh? Anh còn ngày 30 tháng 4 anh còn kẹt tại Long Bình anh? Cầu Sơn đó. Long à, Cầu Sơn ở bên. Đánh từ nó anh. Lúc đó anh ở Long Bình mà. Long Bình anh đi bộ về quánh dài quánh siêu quánh chiến dài. Dạ. Sống anh xuống Cần Thơ. Gần tới giờ chưa? Dạ chưa, còn 6 phút. 6 phút hả? 6 phút chắc mấy anh em mình hát bài Nhớ Mẹ để tặng khán giả yêu cầu. Khán giả hồi nãy yêu cầu thưa anh. Dạ ba anh em mình hát bài anh Nhớ cho, Mẹ đi. Anh có một lời nhắn nhở với anh em được không? Dạ được anh. Anh cứ nói anh đi. Nói cái này nè. Dạ anh cứ nói anh. Tôi không mắc cỡ, tôi lên đây. Chơi với lại các em nè, không mắc cỡ. Ở bên tôi cho cái đây không phải là một cái chuyện mà để mình biểu dưỡng hay mình phô trương gì hết. Dạ. Nhưng mà mục tiêu của tôi lên đây này là tôi đóng góp thêm chất bột, chất đường, chất này kia để cho các cô này làm bánh. Cái bánh Việt Nam Cộng Hòa. Em ráng, em giúp để cho em có phong phú hơn trong sự hiểu biết. Để nói cái chương trình em nó tồn tại. Thành anh cũng kêu gọi cho tất cả các anh em mình, cụ nhân mình á, gia đình mình á. Các em có nhiều cái chuyện buồn có, vui có, hào hùng có, quất ngạn có. Mà nó làm cho để cho con cháu mình đó, nó nghe để nó hiểu cuộc sống của tụi mình như thế nào.
thì các em đừng có ngại ngùng. Khi mà chẳng hạn có chuyện gì các anh em lên trên này đó, yeah, thì cứ lên đi. Yeah. Mình hãy nói, à tôi không có khoa ăn nói. Không khoa ăn nói nhưng mà mình chuẩn bị trước thì mấy anh cũng nói, yeah, được rồi. Ở nhà mình, yeah, vâng, mình còn mình nói được mà. Yeah. Với lại không phải lên trên này để người ta nói lên chi lớn, lên kỳ quá. Yeah. Không phải, đây là bổn phận mấy em à. Mình làm được cái gì mình làm. Yeah. Bây giờ phút này, ngày mai mình chết, bữa nay mình còn làm cho tổ quốc mình, yeah, mà. Yeah. Ráng mà làm. Yeah. Đó. Anh thiết tha kêu gọi những anh em nào mà nếu mà có ấy, giúp đỡ cho, yeah, Tiếng Nói Hậu Phương để Tiếng, yeah, Nói Hậu Phương, yeah, còn sống. Cảm ơn anh, yeah, Tư. Yeah. Cảm ơn anh Tư thật nhiều. À, anh Tư đã hiểu thấu cái tâm tình của tụi em. Sự thật mà nói rất là khó khăn để làm chương trình này. Mỗi lần mà đi mời gặp mấy anh á, thì có anh vui vẻ nhận lời và cũng có anh nhận lời rồi lại từ chối. Rồi cũng có những anh mà em rất là đau lòng, nhận lời rồi gọi vào lại nói là tôi mất đi Việt Nam, cho tôi cancel. Em nghe em rất là buồn, rất buồn. Tại vì tụi em chỉ là những người lớn lên trong chiến tranh, nhìn hình ảnh các anh rồi đi hát để thương các anh mà duy trì cái chương trình này. Mà mỗi lần á, thực hiện chương trình này gần 4 năm nay, cũng cảm ơn tất cả những anh mà các chú các anh mà sẵn lòng giúp cho tụi em. Và ngược lại cũng có những cái rất là buồn cho tụi em. Thì sẵn anh Tư nói đây thì em cũng nói những chia sẻ những cái gian khổ của tụi em, khó khăn của tụi em trong cái việc mà làm cái show này được gần 4 năm. Thì bên cạnh đó anh Tư là cái người khuyến khích cho tụi em rất là nhiều. Tụi em là đôi khi cũng muốn bỏ cuộc rồi, nhưng mà anh Tư khuyến khích tụi em rất nhiều. Đừng cho nên ngày hôm nay cảm ơn anh Tư đã hiểu tụi em, thông cảm cho cái việc làm của tụi em để duy trì cái chương trình này. Cảm ơn anh Tư rất là nhiều. Dạ. Anh làm giúp. Dạ, thôi bây giờ mình hát bài Nhớ Mẹ theo yêu cầu của khán giả thì anh. Không gì. Không gì anh Tư. Chị trước đánh tông gì á. Chiều buồn trên đất Bắc con hướng về Nam, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi cho bạc mái đầu. Không gian rừng rừng như sắp đứt, gió về nghẹn ngào như tiếng nấc. Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc. Xa từ miền Nam tang tóc con sống trong lớn nghiệp sống đồ đầy. Đêm con nghe thương tiếng xót xa đắng cay dâng ngã tháng ngày. Chẳng sao tin yêu ai dối trá, đất trời hiền hòa ai đốt phá. Và đêm tê lương che kín núi sông này. Mẹ ơi, mẹ biết không, con trai yêu thương và tự do sẽ còn mãi mãi. Nhé con, giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều. Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi phiêu bạt mãi đâu. Quê hương điêu linh con vẫn khóc, trông chờ ngày về con vẫn thắp. Từng đôi giao đêm như ai soi ánh mắt mẹ hiền, hôm con rừng rừng con nhớ mắt mẹ hiền.
đến giờ chia tay, mời anh Tư gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả, thưa anh. Tôi xin kính cẩn chào hết tất cả những cái bậc trưởng thượng và xin thân mến chào hết tất cả quý anh chị em mình đã nghe cái chương trình này. Hy vọng rằng cái chương trình này sẽ được cái sự nâng đỡ, yểm trợ của quý vị để cho nó sống mãi. Tôi có bao nhiêu lời. Em cảm ơn anh Tư rất là nhiều lên với chúng em để kể những cái chuyện mà có thể là chúng em cũng không biết được, và có thể là hậu duệ chúng ta sẽ học hỏi từ đây để biết thế nào là của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì chương trình của chúng ta tới giờ chia tay rồi, thưa quý vị ơi. Trang Thanh Lan, Phường Quế, Thiếu tướng Lương Minh Đảo cũng như Nghĩa Sửa rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua. Chương trình chúng ta tạm ngưng ở đây. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ rưỡi giờ Cali. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương.